Chào mừng quý vị đã đến với bộ đề tham khảo thi lý thuyết lái xe ở Mỹ, bang California, phiên bản số 2, đề số 1. Trước khi bắt đầu, quý vị vui lòng hãy nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cũng như là để nhận những video tiếp theo của mình một cách nhanh chóng nhất. Xin cảm ơn quý vị và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Câu hỏi 1. Biển báo bên dưới có ý nghĩa gì? A. Tốc độ tối đa được phép chạy là 25 dặm trên giờ. B. Tốc độ tối thiểu là 25 dặm trên giờ. C. Không được chạy tốc độ 25 dặm trên giờ. Đáp án đúng là A. Tốc độ tối đa được phép chạy là 25 dặm trên giờ. Câu hỏi 2. Quý vị phải báo cho DMV biết trong vòng 5 ngày nếu như quý vị A. Sơn xe của quý vị qua màu khác. B. Bị phạt vì vi phạm luật giao thông. C. Bán hay nhường xe của quý vị cho người khác. Đáp án đúng là C. Bán hay nhường xe của quý vị cho người khác. Câu hỏi 3. Nếu quý vị bị kết tội lái xe khi có nồng độ rượu trong máu quá cao, có thể bị kết án. A. Bị tù 6 tháng. B. Bị tù 12 tháng. C. Không bị tù nhưng quý vị phải đóng 500 đô tiền phạt. Đáp án đúng là A. Bị tù 6 tháng. Câu hỏi 4. Người lái xe 21 tuổi hoặc trên là phạm luật khi có nồng độ rượu trong máu là A. 0.08% hoặc cao hơn. B. 0.1% hoặc cao hơn. C. 0.05% hoặc cao hơn. Đáp án đúng là A. 0.08% hoặc cao hơn. Câu hỏi 5. Tại California, bất cứ ai lái xe đều phải đồng ý cho thử nghiệm hóa chất để biết nồng độ rượu trong máu, trong hơi thở hoặc trong nước tiểu. A. Nếu được yêu cầu bởi cảnh sát. B. Chỉ cho thử nếu quý vị có uống rượu. C. Chỉ cho thử nếu bị xảy ra tai nạn. Đáp án đúng là A. Nếu được yêu cầu bởi cảnh sát. Câu hỏi 6. Biển báo bên dưới có ý nghĩa gì? A. Phía trước có biển báo chạy thẳng. B. Phía trước có biển báo dừng. C. Phía trước có biển báo quẹo. Đáp án đúng là B. Phía trước có biển báo dừng. Câu hỏi 7. Quẹo chữ U tại những khu thương mại là A. Luôn luôn trái luật vì nguy hiểm. B. Đúng luật khi những xe đang chạy ngược đến không phải là nguy hiểm. C. Chỉ hợp lệ tại những giao lộ trừ khi có để bảng cấm quẹo. Đáp án đúng là C. Chỉ hợp lệ tại những giao lộ trừ khi có để biển báo cấm quẹo. Câu hỏi 8. Khi nào quý vị được phép đi vòng hoặc đi bên dưới cổng xe lửa? A. Không được phép bất cứ khi nào. B. Khi quý vị có thể nhìn thấy rõ cả hai bên. C. Khi đèn cảnh báo không chớp. Đáp án đúng là A. Không được phép bất cứ khi nào. Câu hỏi 9. Vào ban đêm, một chiếc xe chạy đến ngược hướng quý vị và mở đèn pha, làm quý vị khó nhìn thấy con đường phía trước. Quý vị nên A. Nhìn phía trước của lề đường bên trái trong làn đường của quý vị. B. Nhìn phía trước của lề đường bên phải trong làn đường của quý vị. C. Nhìn thẳng phía trước trong làn đường của quý vị. Đáp án đúng là B. Nhìn phía trước của lề đường bên phải trong làn đường của quý vị. Câu hỏi 10. Mở quạt nước kính trước và mở đèn trước của xe trong những ngày mưa tuyết hoặc sương mù. A. Để đèn pha cho sáng. B.
để cho những người lái xe khác có thể nhìn thấy quý vị. C. Chỉ mở khi lái xe trên xa lộ. Đáp án đúng là B. Để cho những người lái xe khác có thể nhìn thấy quý vị. Câu hỏi 11. Trên con đường có hai làn đường cùng chiều với quý vị. Quý vị đang lái ở làn đường bên trái và có rất nhiều xe qua mặt quý vị từ bên phải. Nếu người lái sau quý vị muốn lái nhanh hơn, quý vị nên A. Ở trong làn đường của quý vị, vì như vậy quý vị sẽ không làm cản trở dòng xe lưu thông. B. Lái xe vào lề đường bên trái để cho xe phía sau qua mặt. C. Chạy qua làn đường bên phải khi an toàn. Đáp án đúng là C. Chạy qua làn đường bên phải khi an toàn. Câu hỏi 12. Tại giao lộ không có đèn kiểm soát giao thông khiến quý vị không thể nhìn thấy các xe băng ngang cho đến khi chạy đến giao lộ. Vật tốc giới hạn ở chỗ đó là A. 15 dặm 1 giờ, B. 25 dặm 1 giờ, C. 20 dặm 1 giờ. Đáp án đúng là A. 15 dặm 1 giờ. Câu hỏi 13. Nếu xe của quý vị bắt đầu bị mất độ bám trên đường, quý vị nên A. Lái xe ở một vận tốc cố định để lấy lại độ bám, B. Đạp mạnh vào phanh để cho xe khỏi bị trượt đi, C. Giảm vận tốc từ từ và không đạp phanh. Đáp án đúng là C. Giảm vận tốc từ từ và không đạp phanh. Câu hỏi 14. Khi quý vị thấy biển báo có chữ Left Turn Yellow on Green có ý nghĩa gì? A. Chỉ được quẹo trái khi có mũi tên màu xanh. B. Có thể quẹo trái khi đèn xanh lúc an toàn. C. Phải chờ cho đến khi đèn xanh trước khi quẹo trái. Đáp án đúng là B. Có thể quẹo trái khi đèn xanh lúc an toàn. Hỏi 15. Khi quý vị đậu xe xuống dốc bên cạnh lề đường, quý vị nên quay bánh xe trước theo hướng nào? A. Quay vào trong lề đường, B. Quay ra ngoài lề đường, C. Song song với lề đường. Đáp án đúng là A. Quay vào trong lề đường. Câu hỏi 16. Khi lái xe, quý vị nên nhìn phía trước của xe quý vị từ 10 đến 15 giây. A. Và chú ý đến giữa con đường. B. Bởi vì đây là điều đòi hỏi để chạy đúng luật. C. Để sớm nhìn thấy những nguy hiểm có thể xảy ra. Đáp án đúng là C. Để sớm nhìn thấy những nguy hiểm có thể xảy ra. Câu hỏi 17. Khi quý vị thấy biển báo màu cam hình thoi và có chữ Shoulder Work Ahead có ý nghĩa gì? A. Phía trước đang làm đường. B. Bởi vì đây là điều đòi hỏi để xe chạy đúng luật. C. Phải đi đường vòng ở phía trước. Đáp án đúng là A. Phía trước đang làm đường. Câu hỏi 18. Là trái luật để đi vào giao lộ khi A. Quý vị không thể chạy qua hết hẳn con đường trước khi đèn đổi sang màu đỏ. B. Đèn đang chớp qua vàng và quý vị không dừng lại được. C. Đèn đang vàng và quý vị không thể dừng an toàn. Đáp án đúng là A. Quý vị không thể chạy qua hết hẳn con đường trước khi đèn đổi sang màu đỏ. Câu hỏi 19. Khi nào quý vị chỉ cần mở đèn đậu xe trong lúc đang lái? A. 30 phút sau khi mặt trời lặn hoặc 30 phút trước khi mặt trời mọc. B. Không khi nào. C. Vào những ngày có sương mù khi nhìn không rõ. Đáp án đúng là B. Không khi nào. Câu hỏi 20. Quý vị không được ngừng xe bất cứ lúc nào. A. Ở chỗ gần lề đường có sơn đỏ.
B. Ở chỗ gần lề đường có sơn vàng. C. Phía trước trường học khi đang có trẻ em. Đáp án đúng là A. Ở chỗ gần lề đường có sơn đỏ. Câu hỏi 21. Biển báo hình thoi màu vàng, trong đó có hình mũi tên vuông chỉ trái, có ý nghĩa là A. Có khúc kẹo gắt bên trái. B. Làn đường chỉ được quẹo trái. C. Chỉ được phép quẹo trái khi có mũi tên màu xanh. Đáp án đúng là A. Có khúc kẹo gắt bên trái. Câu hỏi 22. Những điều sau đây là cách đúng nhất để đổi làn đường. A. Bật đèn báo hiệu nhìn vào kính của xe và sau đó đổi làn đường. B. Bật đèn hiệu nhìn vào kính của xe và quay đầu nhìn qua vai trước khi quý vị đổi làn đường. C. Nhìn vào kính, quay đầu nhìn qua vai, sau đó đổi làn đường. Đáp án đúng là B. Bật đèn tín hiệu nhìn vào kính của xe và quay đầu nhìn qua vai trước khi quý vị đổi làn đường. Câu hỏi 23. Quý vị nên tăng thêm khoảng cách giữa xe quý vị và xe trước khi quý vị A. Theo sau một xe nhỏ. B. Đang bị bám sát bởi một xe khác. C. Lái chậm hơn vận tốc giới hạn ghi trên bảng. Đáp án đúng là B. Đang bị bám sát bởi một xe khác. Câu hỏi 24. Quý vị đang lái 55 dặm trên giờ trong làn đường bên trái ngoài cùng của xa lộ có đề bảng 65 dặm trên giờ. Quý vị có thể bị phạt vì lái quá chậm. A. Nếu tình trạng con đường hoặc thời tiết đòi hỏi phải lái chậm như vậy. B. Nếu quý vị làm cản trở dòng xe lưu thông bình thường và hợp lý. C. Không có lý do nào khác bởi vì lái xe chậm hơn những xe khác luôn luôn là an toàn hơn. Đáp án đúng là B. Nếu quý vị làm cản trở dòng xe lưu thông bình thường và hợp lý. Câu hỏi 25. Quý vị đang ngừng xe, quý vị muốn quẹo trái, nhưng có xe đang chạy đến rất gần, quý vị phải A. Bật đèn báo hiệu và quẹo trái ngay lập tức. B. Nhường quyền ưu tiên cho xe đang chạy đến. C. Dành quyền ưu tiên của quý vị bằng cách chạy ra ngay trước đầu xe đang chạy đến. Đáp án đúng là B. Nhường quyền ưu tiên cho xe đang chạy đến. Và như vậy là quý vị vừa xem xong nội dung của video ngày hôm nay. Nếu quý vị cảm thấy video này một phần nào đó hữu ích cho quý vị vui lòng hãy nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cũng như là để nhận những video tiếp theo của mình một cách nhanh chóng nhất. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo nhé.